Các ngài âm thầm bước đi trong niềm tin yêu phó thác nơi Chúa quan phòng. Maria càng ngậm ngùi đau xót nên than thở với Giuse. Giuse, lòng ta xót xa, đêm đông buốt giá thương, thân cứ mang Chúa ta. Giuse, lòng người xa băng, chàng ơi xót thương cho ta muôn chỗ tận. Ta đây lưng cách hành hương, phía trước lạ thường, đâu ai muốn vương. Hương ơi, y Chúa niệm màu, chắp tay nguyện cầu, ngài thương dẫn lối đưa đường. Thế là không tìm được nhà trọ, hai ông bà phải ra tạm trú qua đêm nơi hang bò lừa giữa đồng hoang hưu quạnh. Nơi đây, Đức Maria đã hạ sinh đấng cứu thế.